Xin chào các cô gái, đến hẹn lại lên lại một clip unboxing nữa với phiên bản mới của Mama Box. Và chiếc hộp làm đẹp lần này có tên là Tropical Vibes. Nếu như bên ngoài hộp cũng như tên của chiếc hộp nghe có vẻ rất mang thiên hướng của mùa hè, thì khi mở ra những sản phẩm bên trong lại cực kỳ cần thiết cho mùa đông sắp tới đó. Và đầu tiên đó là tip CC Cream đến từ nhà Essence. Đây là thương hiệu từ Hàn Quốc đầu tiên mà mình biết, chắc phải đến 10 năm nay rồi ý. Và nếu nói đến những tính năng hiệu quả của CC thì tiêu biểu nhất đó chính là điều chỉnh màu da, giúp mang lại lớp nền sáng mịn tự nhiên. Hơn nữa, hiệu ứng mỏng nhẹ cộng với những thành phần dưỡng ẩm sẽ khiến làn da mềm mướt rạng rỡ hơn đó. Tiếp ngay sau đó là một sản phẩm chắc chắn không thể thiếu trong túi của mọi cô gái trong mùa đông này, đó chính là kem dưỡng thể. Mình đã gặp rất nhiều bạn gái không hề thích trang điểm một chút nào, nhưng lại không thể sống thiếu kem dưỡng thể khi mà mùa đông đến. Và một thương hiệu nữa cũng vô cùng đình đám trong lĩnh vực này và không ai là không biết tên, đó chính là Nivea. Kem dưỡng ẩm có mùi thơm vô cùng nhẹ và rất dễ chịu. Kem có khả năng làm mềm da ngay lập tức sau khi thoa đều lên da và thấm rất nhanh vào da, khiến da không hề có cảm giác bết dính hay bí bách một chút nào cả. Kem còn có chỉ số chống nắng SPF 30, PA 3+, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA và UVB. Sau đó là ba em siêu hot đến từ nhà Vichy. Xịt khoáng Vichy chắc mình không cần giới thiệu nữa rồi phải không? Một sản phẩm best seller của Vichy luôn. Nhưng hai em còn lại đó chính là kem chống nắng đấy. Loại đầu tiên là kem chống nắng giảm thâm nám. Kem có màu như màu của foundation nên có thể sử dụng như blot trang điểm luôn. Các thành phần có trong kem giúp giảm thâm nám và làm đều màu da, ngăn ngừa sản sinh ra các đốm nâu và lão hóa da. Loại thứ hai là kem chống nắng không gây nhờn rít. Loại này khi bôi lên da sẽ có hiệu ứng bóng hơn một chút, nhưng không hề gây dính hay bí da một chút nào. Kem có khả năng chống tia UVA và UVB. Và cả hai loại đều có chỉ số chống nắng như nhau là SPF 50. Sau khi đã sử dụng kem chống nắng cả ngày rồi thì không thể nào không có tẩy trang để làm sạch da phải không nào. Nước tẩy trang lần này đến từ một hãng mỹ phẩm thiên nhiên của Việt Nam có tên là Zaka Naturals và sản phẩm có tên là Selendula and Honey Micellar Water. Chất xuất hoa cúc có khả năng kháng viêm, làm dịu da mụn, da sưng đỏ và tăng khả năng miễn dịch cho da. Chất xuất thiên nhiên không chứa cồn, paraben và những chất tẩy rửa gốc xuân phát nên hoàn toàn dành cho da mụn, da nhạy cảm và dễ kích ứng, có khả năng lấy đi lớp trang điểm, dầu thừa, bụi bẩn mà không làm tổn hại đến da. Tiếp đến cũng là sản phẩm cuối cùng, là một sản phẩm không thể thiếu trong mọi phiên bản của Mama Box, đó chính là son. Và cây son lần này là Jumbo Clip Gloss của EOF. Ngoài màu đỏ rất đúng trước mùa đông thì son còn cung cấp độ dưỡng ẩm chuyên sâu, mang lại đôi môi mềm mại và say bye bye với làn môi khô nứt nẻ vào mùa đông luôn. Và nếu như các bạn có ý muốn giữ phiên bản mới cho mùa đông này thì đừng quên nhập code tem kỳ bên dưới để được free ship nhé. Và chúc các bạn có một mùa đông luôn ấm áp và xinh đẹp. Bye bye!